Dạ Tường xin chào mà cô chú bác anh em gần xa. Bữa nay Tường tiếp tục lên là Bông Trang có, là Khế Gân có, Nguyễn Quế có nha cô chú bác anh em gần xa. Quê quán của Tường là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số Tường xài Zalo luôn nha cô chú. Dạ Tường cảm ơn cô chú mấy clip vừa rồi cũng đã ủng hộ cho Tường. Tường mang ơn rất là nhiều. Và Tường vô cây số 1 là Nguyễn Quế, lá chung bông chùm, giáng long hình thú. Cây đẹp lắm nghe cô chú. Đó. Rồi đó chị tán ngang nha cô chú. Tán ngang là được 62. Chiều cao là được 105. Bao xếp toàn quốc cô chú ơi. Cây này cái đế này đặt khá là đẹp nha cô chú. Lực lượng lắm cô chú ơi. Thân co lắc. Hình thú ngồi. Hoành là được 27 nghe cô chú. Đó tại vị trí này hoành 27. Còn nguyên cái đầu đế của nó là cả chừng là 3 tay đó nghe cô chú. Đó. Hạo vậy là cả 3 tay là cô chú biết nó bự, nó nở cỡ nào rồi. Hình thú ngồi. Cây mã số 1 1.700.000. Bao ship toàn quốc. Cây mã số 1 1.700.000. Dạ gò từ đó cây. Dạ mã tiếp theo là mã số 2. Chiều cao là 120. Cây gốc đặc, đế đặc. Rất là đẹp nha cô chú. Hoạch thân là được 24. Nó tổng cái nào đế dưới nghe cô chú. Nó hạo vị trí này được 38. Đó. Hai tay hơn nghe cô chú. Cái nồi đế của nó để đặt đó là cây mã số 2 là 1.400.000 cô chú ơi. Dạ rồi tự xin đổi cây. Tiếp theo là mã số 3. Chiều cao là được 80. Cây sạch cây nghe cô chú. Dạ cây này đo hoành thân vị trí này nó được 27. Dạ cây này cây mã số 3. 1 triệu đồng trắng. Bao ship toàn quốc đó. Giá này từng bán là bao gồm hết ship hết. Dạ rồi đổi cây. Dạ mã tiếp theo là mã số 4. Cái này về cô chú chơi tàn ở trên cũng được, còn không chơi cô chú cắt một xài là rất là có duyên cây luôn. Chiều cao là 124. Cái này là hoành 23. Cái mã số 4 1.200.000. Cái này cắt bột xa là khéo dữ lắm nha cô chú. Để rồi đổi cây. Dạ mã tiếp theo là mã số 5. Chiều cao đo vị trí này nha cô chú là nó được là 76. Cái cành phóng ra ngoài là nó được là 46. Cây một cốt. Toàn là một cốt không hả? Lắc lượng hình thú. Hoàn thân là được 28. Đo tại vị trí này. Cây này cây mã số 5 1.300.000 cô chú ơi. Rồi đó cây. Dạ tiếp theo là mã số 6.
Tất ngang hạo vị trí này nó được là 47. Chiều cao là được 90. Đo vị trí này được 29 Hoành. Đó, đo tại vị trí đó đó. Được 29 đó. Cây mã số 6 1 triệu 100 ngàn. Cây mã số 6 1 triệu 100 ngàn. Rồi đổi cây. Cây này cây mã số 7. Có duyên lắm nghe cô chú. Tán ngang là được là 58. Chiều cao là được 76. Hoặc là được 32. Còn cũ dưới này là nó được 38. Cây này cây mã số 7 là 1 triệu 700 ngàn nha cô chú. Cây này khá có duyên, bự cây. 1 triệu 700 ngàn cây mã số 7. Rồi, đổi cây. Dạ, mã tiếp theo là mã số 8. Tán ngang là nên được 54. Chiều cao là được 106. Quả thân thì được 29. Cây mã số 8 1 triệu 300 ngàn. Nguyệt quế, lá chung, bông chùm, bông trắng mà lá thơm nghe cô chú. Rồi đổi cây. Dạ rồi là tiếp theo là cây mã số 9. Mỗi cây mỗi giá khác nhau nghe cô chú. Chiều cao là được 105. Tán ngang đi vị trí này đi nghe cô chú là được 50. Đó. Cành hồi đầu đồ đẹp lắm. Cái này cây mã số 9 nha cô chú. Hoặc là được 22. Xuống thử cũ nhẹ là được 27. Cái này cây mã số 9 1 triệu đồng chẳng. 1 triệu là bao gồm hết ship hết rồi nghe cô chú. Rồi đổi cây. Cũng Bình Đình nè. Dạ tiếp theo là cây mã số 10. Có cành gớt nghe cô chú. Mã số 10. Chiều cao là được 59. Rồi cũ dưới này nghe chú. Là nó được là 35. Còn qua là được 27. Dạ rồi cái này cây mã số 10. 1 triệu 100 ngàn. 1 triệu 100 ngàn cây mã số 10. Vô khuôn mới đinh cho hả cô chú ơi. Đó trồng do à vô dứt. Rồi đổi cây. Đó, có cái cần câu rồi đó. Tiếp theo là cây mã số 11. Chiều cao là được 72. Già lắm nghe cô chú. Quả là được 23. Già lắm. Cái mã số 11 1 triệu đồng. Rồi đổi cây. Dạ mã tiếp theo là mã số 12. Mã tiếp theo là mã số 12. Tán ngang vị trí này được là 52. Chiều cao là được 87. Cái mã số 12.
Quả là được 31. Cây mã số 12, 1.300.000 của chú ơi. Rồi đó cây. Dạ, mã tiếp theo là mã số 13. Hình thú ngồi. Chiều cao được 93. Hoành là được 26. Cây này cây mã số 13, 1.100.000. Rồi đổi cây. Dạ, tiếp theo là mã số 14. Chiều cao là được 65. Hoành là được 26. Hoành 26. Cây mã số 14, 1 triệu đồng luôn nghe cô chú. Rồi đó cây. Dạ, tiếp theo mã số 15. Chiều cao là được 93. Chỗ này bị cái thẹo ta chặt nha cô chú. Bị thẹo chặt mà không thành vấn đề. Qua là được 31. Bạn đo tại vị trí đó được 31. Cái này cái mã số 15, 1.300.000. Rồi đó cây cô chú ơi. Dạ, tiếp theo mã số 16. Mã số 16 này là hết huyệt quế rồi nghe cô chú. Qua được hai cây trang nhưng mà khế gần. Cây này cái mã số 16 nghe cô chú. Chiều cao là được 57. Tán ngang vị trí này nó được 57 luôn. Cây này người ta bẻ hồi nhỏ rất là khéo. Bẻ giọng gì cũng khó lắm nghe cô chú. Lâu. Hoành vị trí này nó được là 32. 32. Cây này cây mã số 16, 1.300.000. Rồi đó cây của chú ơi. Dạ, tiếp theo là mã số 17. Mẫu đơn lá nhỏ màu đỏ, mình được hai cây, một cây vàng và một cây đỏ. Cây này là 700.000 màu đỏ. Tán ngang là được 36. Chiều cao là được 31. Cái hoành này được 18. Cây mã số 17, 700.000 nha cô chú, màu đỏ, trang đỏ, lá nhỏ, màu vàng. Ủa, lá nhỏ màu đỏ. Rồi đó cây. Dạ, tiếp theo là cây mã số 18, một cây vàng. Bonsai, mã số 18, trang vàng, lá nhỏ. Đang lên nụ dữ dằn luôn cô chú ơi. Tán ngang là nó được 71. Chiều cao là 57. Đây nè, cho coi nụ nghe cô chú. Đó. Nụ ở trên rồi hết có biết luôn. Dữ dằn lắm nghe cô chú. Chơi Tết. Cái trăng vàng lá nhỏ nghe cô chú. Nằm trong chậu. Hoành là được 19 nghe cô chú. Hoành được 19. Xương về đặt chân nha cô chú. Đó. Rồi cái này cái mã số 18, trang vàng lá nhỏ, 1.800.000 nha cô chú. Được một cây đó. Dạ rồi đó cây. Tiếp theo là mã số 19, qua khế gần. Khế gần ở Vĩnh Long. Già lắm nha cô chú. Được 6-7 cây khế gần gì đó cô chú ơi. Chiều cao là được 63.
cây có dáng thế chân đẹp lắm nghe cô chú, già dữ lắm cô chú ơi. Nè nó có cục chân nghe cô chú, đó nó có cục chân đó. Dạ đo đo cái cũ nghe cô chú là được 44. Cái quà đo tại vị trí này là được 32. Là nhánh tử ra bẻ về viền chơi coi cô chú, có đuôi. Cái mã số 19 là 1.400.000 cô chú ơi, khá gần. Rồi, đổi cây. Dạ tiếp theo là cái mã số 20. Vẫn là cái cây khá gần luôn. Chiều cao được 77. Quạnh cái này cũng bự lắm nghe cô chú. Đo cái cũ trước nghe cô chú. Cái cũ lại được là 57. Còn quạnh thân là được 40. Đó đo vậy được 40 đó. Rồi cây này cây mã số 20, 1.600.000. Dạ rồi, đó cây của chú ơi. Dạ tiếp theo là cây mã số 21. Dạ cái này chiều cao được 70. Dạ cái quà là được 31. Đế đặc lắm cô chú, đều chân nè. Cái mã số 21, 1.200.000. Rồi đổi cây. Dạ tiếp theo là mã số 22. Cái này một cốt ba thân, chơi tầng đa. Chiều cao là được 90. Tán lá là được là 58. Chỗ này nó bị thành đá chỗ này chút nghe cô chú. Mà không có thành vấn đề chứ. Rồi cái hoành mình đo tại vị trí này nó được 40 hoành nghe cô chú. Khế gần cái mã số 22, 1.400.000 cô chú ơi. 1.400.000 cây mã số 22. Dạ rồi đổi cây. Dạ tiếp theo là cây mã số 23. Chiều cao được 72. Cái hoành là được 33. Cái hoành 33. Đế điều chân đẹp. Cây mã số 23, 1.400.000 luôn cô chú ơi. Đấy rồi, đó cây. Dạ mã tiếp theo là mã số 24. Chiều cao là được 79. Đế một nồi luôn nha cô chú. Cái cục đế đặt nha cô chú. Đo thử cái nồi đế đặt là được 49. Còn cái hoành là nó được 3 đi 27, hoành 27. Cái này cái mã số 24, 1.500.000 cô chú ơi. Rồi đó coi. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 25. Hết hả? Dạ rồi tường mới đây là tường lo lếp được 25 cây nghe cô chú. Hai cây trang Nguyệt Quế khí gần. Cái này cây mã số 25 là mã cuối lếp của từ ngày hôm nay. Tán ngang vị trí này là nó được là 45. Chiều cao vị trí này luôn là nó được là 76. Cái này ngầu ghê lắm cô chú ơi. Nè. Ta có bông sắp sửa lên trái luôn.
Dạ hoành đo vị trí này nó được 34. Dạ cái này cây mã số 25 là 1.500.000. Khí gần ở Vĩnh Long. Dạ rồi cuối clip á, Tường cảm ơn cô chú bác anh em gần xa đã xem clip ủng hộ cho Tường. Tường mang ơn rất là nhiều. Quê quán của Tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039. Số đó tự xài Zalo luôn nha cô chú bác. Dạ hẹn cô chú bác anh em gần xa gặp lại clip sau. Dạ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.